gù, nhưng mà cái giá trị nhất ở trên con xe nó vẫn là cây bô remote, một trong những cây bô mà mấy bạn có thể công nhận với mình là nó làm cái phần từ cây bô cho tới cái cổ ra nó cực kỳ đều các bạn. Cái cổ bô nó cực kỳ mập ha, ôm theo cái quạt gió nhìn tới công chuyện luôn. Hồi đầu năm ông anh nào vô bốc thuốc con Vespa đầu tiên vậy trời, từ hết tháng 2 tới giờ là biết bao nhiêu con Vespa không, mà con nào vô bấm cái bill tàn là 30-40 với 40-50 không. Hôm qua có cô em kia ở bên Mỹ về quất cái bill 90 mấy dít. Hiện tại là con này mình đã set up hết là cái dàn đèn tôn trước sau, xi nhan tôn trước sau, gác chân CNC, rồi ba ga sàn, ba ga giữa, mọi thứ là nó ok hết rồi. Bao tay, bim đúp, gù carbon. Bây giờ cái món cuối cùng là cái món mà mấy anh em đang trông đợi nhất ở trên cái con Vespa Print. Thì Vespa Print thì nó sẽ rất là nhiều dòng bô cho nó, bao gồm là Tecmin Oni, bao gồm là Acro, bao gồm là Acabovic, bao gồm là Remote. Nói chung là rất 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 là nhiều bô cho thằng Vespa Print, yêu siêu đồ các thứ nữa. Nhưng mà để có một cái bô mà hợp nhãn nhất đối với mình thì mình thấy Remote là mình thấy hợp nhãn nhất. Thứ nhất là cái foam bô full carbon nó rất là mập, nó đầy cái xe. Thứ hai là cái phần ăn tiền nhất ở trên cái con remote đó là cái bộ cổ các bạn. Cái bộ cổ nó là cực kỳ bự luôn. Và cái foam pad của remote làm là nó song song với lại cái sườn, nhìn rất đẹp các bạn. Để cho cô em nó ráp cái bô vô xong rồi mình sẽ quay review cái con xe này làm những gì và chi phí tốn bao nhiêu tiền cho anh em ha. Anh em mua nước cam không mua chanh hả Vinh? Xong rồi đó mà muốn cho anh lấy cái cây anh để anh. Còn không anh quay hả? Anh quay đi. Để dịnh cho, dịnh rồi à. Cho người màu tím hoa tươi. Nó đâu có cho ốc rời đúng không? Xẻ ốc dinh à? Tôi đưa cục cho mình. Hay quá trời. Chưa gắn cái bát đầu tiên. Mày cứ cãi. Rồi chọn cái con ốc, lấy cục đó chọn ốc vô trước đi, chọn ốc vô trước rồi kéo ra sát mí rồi bỏ cái khâu vô. Ủa em làm bên ngành gì? Em làm bên ngành gì? Nguyên xuyên bún là thấy giàu rồi. Hôm qua ông nói mình là ông hết tiền rồi, mà hôm nay ông đâu cũng kiếm ra được mười mấy triệu hay thiệt. Kinh doanh nhà trọ cũng phải tới tháng người ta mới lấy tiền mấy bạn. Thấy bồ không? Đây vậy ạ. Ý là lại như vậy rồi kéo ra sát mí rồi chọt cái khâu vô. Rồi bắt chưa? Thôi lấy cái bô luôn đi. Rồi kéo quanh này nè, cho cái khâu vô. Mấy ông xe tải kêu mấy này làm màu quá ơi. Gắn mấy cái bô đèn không mà quay phim tùm lum tà la. Ủa anh Thảo đâu rồi?
Ghé sáng luôn đi cho dễ. Những ân tình xin trả lại từ đây. Mua đó cha. Mua của Nguyễn Huy đó. Mùa tối hôm qua. Em có làm rớt lòng đèn không vậy? Có, nè, em đèn rớt dưới kìa, ba cái. Trời ơi là trời. Rồi 5 châu hả? 5 châu. Hay quá trời. Rồi mình không nha. Mấy bạn chỉ cần nhìn cái form ngang thôi, mấy bạn cũng thấy được là remote nó ăn bức về AK, tẹt mi với lại arao về cái form dáng này. Bô, cổ, cái cổ làm cực kỳ đầy luôn nha anh em. Và nó ôm sát ngay chỗ cái quạt gió. Nó ôm ngo cong theo quạt gió nhìn cực kỳ đẹp. Thấy không? Tới công chuyện liền. Không vô được hả? Chim sao mà chó đều được, hai con bằng nhau. Tôi kiếm thêm hai cái con lâm đợn chim ở trong. Bây giờ chim của nó là nó dài hơn mấy xe này 5 triệu. Tôi kêu đội đăng kiểm mình chịu nên bổ sung một chút. Ủa hồi xưa mày hợp tác lao động ở bên Đức là phải nằm ở dưới đất gắn bôi hả? Hay là phải lên bàn nâng? Nằm dưới chiếu. Nằm dưới chiếu hả? Xe đẩy. Xe đẩy, xe đuổi. Này là kỹ thuật viên ở bên Đức đấy bạn. Trong một lần trong một lần tai nạn nghề nghiệp, vừa làm vừa hút thuốc á, bị kỹ thuật trưởng đuổi về nước luôn. Mới quay được 3 ngày. Ngày thứ 3 đuổi về rồi. Chán dễ sợ. Oh, nẹt bô là đó. Xì bô không? Xì bô quá ơi. Xì bô quá không? Đúng không? Tè đó. Kể gì bên Đức rồi chú đích nè. Chán dễ sợ. Rồi cuối cùng thì cái món cuối cùng cũng đã cuối cùng của ngày hôm nay hả các bạn. Chứ anh này nó còn nhiều lắm. Anh này nó còn tới heo nè, rồi thắng sao, rồi cùm côn, cùm thắng, đồ tùm lum tà la hết, còn nhiều lắm. Thì cái con này ông anh ổng mới mua thôi. Lên full bộ đèn trước sau, với lại bao tay, với lại gù, kiến gù.
Nhưng mà cái giá trị nhất ở trên con xe nó vẫn là cây bô Remote. Một trong những cây bô mà mấy bạn có thể công nhận với mình là nó làm cái phần từ cây bô cho tới cái cổ ra nó cực kỳ đều các bạn. Cái cổ bô nó cực kỳ mập ha, ôm theo cái quạt gió, nhìn tới công chuyện luôn. Còn ví dụ về một cây bô độ cho Vespa Prime mà cái máy zin á, mấy bạn tháo tiêu ra AK hoặc là Acrow hoặc là Remote hoặc là Tech Mini thì nó vẫn na ná, cái tiếng nó na ná giống nhau, 80 giống nhau hết các bạn. Tại vì xe một máy mà nó sẽ không phân biệt nhiều lắm về cái thể trạng, về cái âm thanh. Còn về kiểu dáng thì riêng về tất cả các dòng như hồi nãy lúc đầu mình có chia sẻ, Remote vẫn là một trong những cái bô mà từ form, từ cổ ra bô nó quá bét, từ cái thân này song song với là cái sườn. Còn cái cổ bô uống ôm theo cái quạt gió in the bed, không còn gì đâu bạn. Full set giống như vậy là nó sẽ là 18.500.000 cho một cái set bô Remote. Nhưng mà đối với những khách hàng mà cũ hoành tới mình thì nó sẽ có cái giá nhỉn nhẹ tí xíu. Đây là lên cho anh trai cái ba ga sàn, ba ga chuồn chuồn. Cặp bao tay, mình sẽ bỏ cái cặp bao tay zin của Vespa ra. Mấy bạn nào mà đã từng đi Vespa lâu thì bạn sẽ biết được là Vespa là sẽ một trong những cái hãng xe mà nó có cái bao tay cực kỳ si đa. Đi quanh quanh nó khoảng tầm 1-2 tháng là nó tuột. Nó dở lắm, nó nhớt lắm. Vô mình đã thay thế cho anh trai là một cái cặp bao tay của đến từ Ý, của hàng ProGrip. Cái mẫu này là mẫu của BMW. Một cặp này nó khoảng tầm gần 500.000. Cái gù mình đang sử dụng là gù carbon dài nặng, thì cặp này nó khoảng tầm 5 xị. Tay thắng là vẫn zin, đợi anh chủ xe anh rớt tiền là mình quất thôi. Kiến gù mình đang sử dụng là cái kiến gù tròn Moto Get Get 1-1. Cái này thì khoảng tầm 5 xị nè. Rồi gác chân CNC 1.000.000 mấy. Full đèn trước sau. Lên đèn. Đèn trước là mình đang sử dụng cái đèn pha LED của thằng Tool V2. V2 thì nó sẽ giống nhất với lại cái thằng HD Cọt. Nó có chữ V trên đây. Còn cái thằng V3 thì nó sẽ là chữ M. Và cái V1 là nó sẽ nguyên cái LED vòng tròn. Hãng Tool thì là một trong những hãng mà nó cái giá nó bình dân và cái chất lượng đèn nó cũng khá là ổn áp cho anh em. Cái đèn pha Tool V2 này nó khoảng tầm là 3.700.000. Còn 4 cái đèn xi nhan trước sau thì khoảng tầm 3.000.000 mấy. Còn cái đèn đuôi, đèn đuôi mình sử dụng vẫn là cái mẫu Tool V2. Nó là cái đèn, nó có cái hàm răng đây. Cái hàm răng này nó là, sẽ là xi nhan luôn nè. Hàm răng đó là tích hợp xi nhan. Đèn đuôi thì khoảng tầm 2.000.000 mấy. Lên quanh đấy con xe là luôn set bô, set đèn trước sau, bao tay, rồi móc keo đồ, CNC, gù, đèn đốm, xong xuôi hết. Này có quạt gió chuồn chuồn nữa nè. Gác chân CNC thì thành phẩm hết thì lên quanh con xe nó rơi vào khoảng 30 mấy đồng. 30 mấy đồng cho một con xe Ý, nhìn nó nhẹ nhàng tình cảm ha. Đây mình cho anh em nghe cái tiếng bô. Cái bô này hiện tại là anh trai đi về là cũng hay về trong sớm hơi khuya, nên là đang gắn cái tiêu thử để coi đi nó hợp nhãn hay không. Nếu mà không có hợp cái màn nhĩ, bắt buộc là phải qua đây mình lấy cái tiêu ra. Thực tế mà nói là nó nghe nó lớn hơn cái cây bô zin tí xíu thôi, chứ nó không có lớn lắm đâu nè. Nó na ná, nó giống như là bô zin thôi, nó cũng không lớn lắm đâu. Nhưng mà được cái form nó đẹp. Còn ấy mấy anh em muốn nghe bùm bùm như AK rồi á, bắt buộc phải tháo tiêu. Tại vì cái con này là cái tiêu của nó là nó sẽ hàng chết. Đây, nó hàng chết cái mí ở đây nè. Đây, một cái mí bên đây là hàng chết, mí bên đây hàng chết. Với lại một cái con ốc này nó hàng luôn. Mấy anh em muốn lấy cái tiêu ra phải mài nhẹ bên đầu bên đây, mài nhẹ đầu bên đây nữa, rồi đục cái chỗ cái con ốc này á, lấy cái tiêu ra. Là lúc đó là nó sẽ nghe cái tiếng bùm bùm. Lúc mà mấy anh em nổ máy á, mấy anh em nghe thấy cái quạt gió quay cực kỳ đẹp không? Rồi, xong. Siêu phẩm Vespa Prime Black Edition cho anh trai bán bún.